Tối ngày 17 tháng 10, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Vũ Quang tổ chức giao lưu dân vũ thể thao chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 năm 1930, 20 tháng 10 năm 2022. Tới dự và cổ vũ có đồng chí Nguyễn Thị Hà Tân, tỉnh ủy viên Bí thư huyện ủy, đồng chí Nguyễn Thiểu Quang, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, đồng chí Lê Thanh Nghị, trưởng ban tổ chức huyện ủy, các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phan Hồng Yến, Nguyễn Thanh Sơn, các đồng chí trong Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đông đảo cán bộ hội viên và nhân dân trên địa bàn thị trấn. Tại chương trình, các câu lạc bộ đến từ các tri hội phụ nữ ở các tổ dân phố, câu lạc bộ nữ công các trường học, câu lạc bộ tiểu thương và đơn vị giao lưu đã mang đến 15 tiết mục nhảy dân vũ sôi động với gần 200 thành viên tham gia trình diễn. Các tiết mục nhảy dân vũ được các tri hội phụ nữ triển khai luyện tập công phu, cộng với đầu tư trang phục đẹp phù hợp với từng thể loại nhạc, đã làm tăng lên vẻ đẹp của người phụ nữ với những vũ điệu, khỏe khoắn, mạnh dạn, tự tin và tỏa sáng. Các mẹ, các chị, các cô không chỉ lao động sản xuất kinh doanh giỏi, giỏi việc nước đảm việc nhà mà còn là những người có sức khỏe, có chung niềm đam mê thể dục thể thao dân vũ, từ đó tập hợp đội hình, thành lập câu lạc bộ, tổ chức tập luyện, vừa rèn luyện sức khỏe vừa làm đẹp chính mình, không ngừng nỗ lực nâng cao đời sống vật chất tinh thần sau những ngày lao động vất vả. Chương trình giao lưu dân vũ thể thao chào mừng 92 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 của Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Vũ Quang thực sự là sân chơi bổ ích, lành mạnh, thu hút được sự quan tâm của đông đảo hội viên và nhân dân tham gia và cổ vũ. Trong các tiết mục dân vũ, bên cạnh các thành viên trẻ còn có sự tham gia của các diễn viên cao tuổi và các em thiếu niên tạo nên sức hấp dẫn và lôi cuốn của chương trình. Qua buổi giao lưu nhằm động viên khích lệ hội viên phụ nữ và nhân dân trên địa bàn thị trấn tiếp tục duy trì phát triển phong trào văn hóa văn nghệ thể dục thể thao, phát huy tinh thần đoàn kết chung sức xây dựng đô thị văn minh. Cũng tại đêm giao lưu, các đồng chí lãnh đạo huyện, lãnh đạo thị trấn đã tặng hoa chúc mừng các câu lạc bộ dân vũ tham gia chương trình. Lãnh đạo thị trấn tặng hoa chúc mừng Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn nhân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Vũ Quang đã trao tặng 5 xuất quà cho các gia đình hộ nghèo khó khăn hoạn nạn.